Chào các bạn, Ed sẽ giới thiệu thêm các bạn cái thương hiệu OK nha. Cái cốc sạc có tổng công suất 36W, 2 cổng PD, mỗi cổng 18W. Nhưng cái OK nè, để mình cho các bạn xem mã hàng ha, là mã hàng là BAD2 ha. Tổng công suất là 36W, mỗi cổng là 18W, áp dụng công nghệ Power Delivery ha. Tổng công suất là 36W, nhưng cái điểm đặc biệt của nó là nó áp dụng công nghệ mới Dynamic Detect, nghĩa là khi chúng ta chỉ sử dụng một cổng á, thì nó dồn bất kỳ á, cổng nào cũng được, cổng trên hay cổng dưới cũng được, thì nó dồn công suất lại, thì nó cho ra một cái cổng, nếu chúng ta sử dụng một cổng á, là 30W ha, nghĩa là USB-C PD 30W nếu như sử dụng một cổng ha, chúng ta chọn cổng bất kỳ ha. Còn nếu chúng ta sử dụng hai cổng cùng một lúc, sạc hai thiết bị cùng một lúc á, thì mỗi cổng nó chia đều là Power Delivery 18W mỗi cổng ha. Nhờ cái công nghệ mới nè, Dynamic Detect này nè, khi chúng ta mua cái cốc sạc OK BAD2 này nè, chúng ta có cái lợi là nếu chúng ta chỉ sử dụng một cổng á, thì chúng ta có thể sạc được cho MacBook 12 inch á, Retina ha, đời 2015, 2016, 2017. Và nếu chúng ta sạc hai thiết bị một lúc á, thì chúng ta có thể vừa sạc cái iPhone, vừa sạc cái cục sạc dự phòng ha, hoặc là cái điện thoại khác áp dụng PD luôn á, có thể là Galaxy S8 ha, nó cũng sử dụng PD á. Nó là tiện là chúng ta sử dụng sạc hai thiết bị cùng một lúc thì mỗi cổng là PD 18W ha. Còn sử dụng một cổng thì nó là 30W. 3W thì chúng ta có thể sạc dự phòng nè, Nintendo nè ha, hoặc là MacBook này ha, hoặc là iPad Pro đời 2018 ha. Đó, thì các bạn nhớ cái iPad á, iPad đời 2015, 2016 cho đến 2018 luôn á. Thì 2018 nó khác là dùng cũng C2C thôi ha, dùng cái cổng lay cũng USB-C thôi. Còn nếu chúng ta sạc nhanh cho iPad bất kể đời nào ha, từ 2015 2018 thì cái cốc sạc của chúng ta cần phải có công suất là 29W ha. Sạc cho iPhone thì cần 18W, như chạy sạc cho iPad thì chúng ta phải cần cái cốc 29W trở lên ha. 29W áp dụng công nghệ PD á, Power Delivery á, thì chúng ta mua cái này rất là tiện ha. Lúc mà sạc iPhone thì chúng ta sạc được thêm một cái thiết bị khác. Còn nếu sạc iPad chúng ta sạc một cổng thôi, hoặc là chúng ta sạc cho MacBook Retina 12 inch thì chúng ta chỉ sử dụng một cổng thôi là đủ công suất để sạc nhanh cho iPad và MacBook Retina. OK, thì mình sẽ lấy sản phẩm thực tế ra. Sản phẩm này nó dùng, nó có hướng dẫn sử dụng ha. Nó dùng cái phích gập thì cũng có nhiều người không thích nha, người nói là bị gãy, nhưng mà mình dùng mà cũng chưa bị gãy, không biết là hên hay là tại các bạn kia sử dụng lỗi nữa, mình cũng không rõ. Sản phẩm có lớp nhựa bên ngoài ha, mình xịn sẽ không có tháo ra đâu ha, tại mình test thôi. PD hai cổng ha, mình sẽ test nó, mình sẽ test một cái iPhone và một cái cục sạc dự phòng. Tại đây mình không có hai điện thoại, mình chỉ một cái điện thoại đang quay rồi ha. Mình sẽ test một cái iPhone và một cái sạc dự phòng có công nghệ sạc nhanh ha, để chúng ta biết là khi mà chúng ta sạc hai thiết bị nó vẫn sạc nhanh bình thường nếu mà hai thiết bị đó có công suất 18W mỗi cổng ha. Còn nếu mình test cái thằng MacBook này, mình chỉ chọn một cổng bất kỳ thôi ha. Đó là hoặc các bạn dùng Nintendo á, và những cái cục sạc dự phòng mà có yêu cầu cái cổng USB-C PD mà 30W trở lên, như là Anker A1275 á, Nintendo, hoặc là A75 1275 thường á, hoặc ngay cái cục sạc dự phòng này luôn nè, ngay cục sạc dự phòng A1375 này nè, của Anker nè, thì chúng ta cũng sử dụng cái cốc này đủ, tại nó chỉ cần 30W thôi ha. OK, thì mình sẽ test cắm điện vào cái đã ha. Ở trên đây nè,
bạn thấy đèn led rất là đẹp ha, đèn led nó rất là đẹp. À, để chúng ta dễ dàng nhận diện nó khi chúng ta cắm ổ cắm điện trong phòng ngủ á, ban đêm chúng ta tắt đèn ngủ á, mà chúng ta giữa đêm tới thức dậy để mà muốn sạc hay gì đó thì chúng ta có thể nhận diện nó ở đâu, ở dễ tìm ha. Ok, thì để sạc cho iPhone hoặc là iPad Pro đời 25, 26, 27 thì chúng ta cần một cọng cáp Citrulline này ha. Ở đây mình không lấy cái cáp OK, mình có cái cọng C2 Lightning Power Lite 2 của anh Cơ, mình dùng cũng cả năm trời đó ha. Đây mình đang cắm, giờ mình sẽ sạc cho iPhone XS Max. Các bạn có iPhone 8 trở lên là chúng ta thay sạc nhanh được rồi ha, nếu chúng ta cùng dùng cái cốc này và cái cáp C2 Lightning ha. Đó, thì mình đang sạc nhanh cho iPhone bằng công nghệ Power Delivery với bộ sạc PD. Mình sẽ để đây ha, mình sẽ để đây, nhấn cái camera cao lên xíu đó, ok, đang sạc bạn ha. Thì mình sẽ test cái cục sạc dự phòng này ha. Cục sạc dự phòng này thì khi được sạc nhanh thì nó sẽ hiện cái đèn led màu 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 xanh, bao nhiêu lít mình test mình đã nói rồi, mình sẽ không nói lại. Thì để test cục sạc dự phòng này thông qua cổng C thì mình sẽ mượn cái cổng cáp C2C bên kia ha. Ok, bây giờ mình đã có cổng cáp C2C của OK rồi ha, mình sẽ test qua cổng C còn lại. Để ra ngoài cho các bạn dễ thấy. Giờ khuya mình nói chuyện cũng khá là buồn ngủ. Mình test buổi khuya không á, từ 12 giờ đến 2 giờ là mình làm việc ha. Tại vì mình ban ngày mình đi làm. Ok. Chúng ta đang sạc nhanh cho cục sạc dự phòng này ha. Nghĩa là nó tại cục sạc dự phòng này nó cũng cần 18W thôi à. Cho nên đó, nó đã, mình đã chứng minh cho bạn thấy là chúng ta đang sạc hai thiết bị cùng một lúc đều là sạc nhanh ha, sạc nhanh hai thiết bị cùng một lúc đó, thì chứng tỏ nó rất là mạnh mẽ ha. Sạc hai thiết bị cùng một lúc mà nếu mà hai thiết bị chúng ta đều là 18W á, thì nó đều sạc nhanh hết, chơi tuốt hết hai thiết bị cùng một lúc chứ không phải là sạc nhanh một thiết bị thôi ha, là hai thiết bị. Thì khi mà chúng ta muốn sạc cho MacBook ha, MacBook thì chúng ta sẽ tháo bớt một thiết bị ra ha. Đó, mình tháo bớt một thiết bị ra, mình xin phép mình đem ra ngoài này luôn cho nó gọn, nó dễ, bạn dễ nhìn ha. Ok, thì để sạc cho MacBook đây, nó mất sạc các bạn ha, mất sạc rồi nè. Giờ này mình tháo cục dây đã mất sạc rồi ha, nghe mấy bạn để ý mũi tên con chuột mình á. Khi mình cắm sạc vào nó sẽ thể hiện cái dấu sạc. Thì mình sẽ cắm lại ha, cái cáp này mình sẽ cắm lại cho cái MacBook của mình ha. Đó, các bạn thấy nó đã sạc lại rồi đó. Ha, đây là sạc lại rồi nè bạn ha. Ok, đó là chúng ta sẽ sử dụng đang sử dụng 30W ha. Thì 30W thì chúng ta chọn bất kỳ cổng nào cũng được, cổng đang cổng trên mình cắm cổng dưới cũng được, chả sao hết. Tại nó áp dụng Dynamic Detect á, nó sẽ dồn công suất lại cho một cổng. Nếu chúng ta sử dụng một thiết bị thì cổng đó nó cho ra là 30W ha. Đó là cái điểm hay của thằng công nghệ mới Dynamic Detect của thằng thằng OK ha. Hoặc là chúng ta sử dụng, chúng ta sạc dự phòng A1375 này hoặc là A1275 của anh Cơ đó, à, thì chúng ta vẫn sạc được đầy đủ cho nó ha. Thằng này hay cổng C nó yêu cầu là 30W ha, thì cái mình sử dụng một cổng thì mình thừa sức sạc cho nó ha bạn ha. Đó, mình đang sạc cho nó bằng cái công nghệ Power Delivery đủ 30W bằng cái cốc sạc OK PD ở BAD2 các bạn ha. Đó. Ok bạn ha. Sạc rất là chuẩn luôn á. Thì đây là một cái cốc sạc khá là hiệu quả. Tại vì chúng ta mua hai cái giống như mấy cái cục sạc khác ha,
giống như Anker cũng có cục sạc Power Duo 3 đó, 36W á, nhưng mà 36W là mỗi cổng ha, thì mỗi cổng nó là 18W, nó chia đều, nó không giống như thằng 36W này của Oki nữa ha. Oki này là chúng ta sẽ sử dụng hai cổng riêng biệt hoặc một cổng thì nó cho ra 30W. Đó là cái lợi của cục sạc dự phòng này so với ở bên cái cốc sạc này so với những cái thương hiệu khác cùng loại cùng công suất ở trên thị trường ha. Đó là công nghệ Dynamic Detect dồn công suất lại một cổng thì nó cho ra 30W ha. Sử dụng hai cổng thì mỗi cổng là 18W. Ok, xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại các bạn trong những cái clip tiếp theo ha.